Vì thế, dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận bị chôn vùi tập thể nên chẳng thể siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn và khóc than. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đang ở trên đường Cách Mạng tháng 8 trên công viên Lê Thị Riêng thuộc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình có dịp đi ngang qua công viên Lê Thị Riêng và mình đã nghe rất nhiều những câu chuyện đồn thổi xung quanh về công viên Lê Thị Riêng, những câu chuyện hết sức là rùng rợn. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong và review cho các bạn toàn cảnh và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện đó là như thế nào nhé. Hiện nay thì mình đang ở trước công viên Lê Thị Riêng. Với những người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì nơi đây không còn gì xa lạ đối với họ. Công viên vốn là trung tâm vui chơi giải trí quen thuộc của người dân thành phố. Và cứ sáng sớm hay đến xế chiều là mọi người lại ra đây cùng nhau tập thể dục, vui chơi giải trí. Vì vậy công viên ngày nay càng nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn. Khi mình vừa mới bước chân vào trong công viên, các bạn có thể thấy trước công viên là một hàng cây xanh cổ thụ rợp bóng mát. Và ngoài ra bên tay phải là một hồ câu cá giải trí. Đây quả thực là một nơi nghỉ mát, vui chơi và giải trí lý tưởng cho người dân Sài Thành. Cùng với đó thì các hàng ăn và quán nước cũng mọc lên rất nhiều trong công viên để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Đông vui nhộn nhịp là thế, nhưng ít ai biết ngày xưa Sài Gòn hoa lệ, thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam lại tồn tại những công trình ẩn chứa nhiều huyền tích về hồn ma và bóng quế, thuật trấn yểm cổ quái. Công viên này xưa kia chính là nghĩa trang đô thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa, nơi an giấc của những người có chức vụ cao trong quân đội chế độ cũ. Nghĩa trang đô thành rộng 25 hecta, cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng tháng 8, thuộc khu Chí Hòa, hòa hưng của Sài Gòn gia định ngày xưa. Theo các cao niên cư trú tại đây nhiều năm, xưa kia nghĩa trang đô thành vốn là một vùng đất linh thiêng bậc nhất, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, với hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây mà đa phần là của lính chết trận, không người thân nhận xác. Vì thế, dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận bị chôn vùi tập thể nên chẳng thể siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn và khóc than. Và rùng rợn nhất vẫn là câu chuyện về một người phụ nữ bán bánh hàng rong trong đêm khuya trên đường Lê Văn Duyệt trước cổng công viên ngày ấy. Và theo các cao niên trong vùng kể lại rằng, có một anh công nhân nhà máy nọ đi làm về khuya và thường đi ngang qua cung đường này. Một hôm trên đường đi làm về, hôm ấy trời đổ mưa lất phất, thời tiết ban đêm lạnh giá, cộng thêm ngoài trời đang đổ mưa càng làm cho không khí thêm ảm đạm, cái lạnh giá thấu tận tim gan. Do mới đi làm về khuya, bụng lại đang đói mà trên đoạn đường lại không một quán xá, bỗng xa xa anh ta thấy một bóng người đang đứng ở ven đường. Anh ta đạp chiếc xe cà tàng lại gần và thấy đó là một người phụ nữ tay bưng giỏ bánh đang đứng dưới một gốc cây ven đường. Anh ta liền dừng xe lại và mua một chiếc bánh, rồi không hiểu sao lại ngồi xuống đó và ăn. Anh ta định bụng ngẩng lên và hỏi thăm người phụ nữ thì bỗng giật bắn mình, bởi trước mặt mình không phải là một người phụ nữ mà là một bà cụ lưng còng, da mặt nhăn nheo, đôi mắt của bà ta sâu và đen thẫm, đà nhìn anh mỉm cười. Lúc đó anh ta mới hoàn hồn và vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn để cho quên đi sự sợ hãi trong lòng. Trong lòng anh ta không ngừng băn khoăn,
quái, rõ ràng không nghe tiếng bước chân ấy, vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết. Cái bánh giò mà anh ta ăn rõ ràng được lấy từ rổ bánh đang còn bốc khói nghi ngút, nhưng khi anh ta nhai lại có cảm giác tuy nó rất ngon nhưng như thể để nguội từ lâu rồi. Và lúc này trời càng đổ mưa to hơn. Từng cơn mưa nhẹ nhẹ xuyên qua những tán lá, từng hạt mưa rơi tí tách trong đêm. Không một bóng người, càng làm cho không gian xung quanh thêm hiu quạnh. Khi ăn xong chiếc bánh cũng là lúc trời bắt đầu dần sáng. Lúc này anh ta bỗng nghe tiếng gà gáy và chợt tỉnh giấc. Không hiểu sao lúc này anh ta lại đang ở trong rừng cây Bạch Đàn, trong công viên, chứ không phải là trên nền đường Cách Mạng tháng 8. Và câu chuyện như vậy đã truyền miệng bao nhiêu năm nay. Và họ cứ đứng đó chờ người tới mua, sau đó dẫn người ta vào ngủ qua đêm trên khu đất hồi xưa chôn người tập thể. Không phải chỉ mình anh công nhân ở đó, mà có bà Tám hồi trước cũng bán bánh tráng với mọi người ở đây cũng từng bị ma dụ mua bánh giò rồi vô ngủ thâu đêm trong công viên đó. Đấy là một người bán bánh tráng lâu năm trước công viên kể lại trong sự thần bí. Và cho đến năm 1980, đứng trước sự phát triển của thành phố thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc giải tỏa các nghĩa trang để xây dựng công viên. Và hai nghĩa trang đó là nghĩa trang Đô Thành và Mạc Đĩnh Chi lần lượt được bước vào giai đoạn giải tỏa. Dần dần theo thời gian, cùng với sự phát triển của thành phố, công viên cũng phát triển và ngày càng sầm uất, năng động như ngày nay. Thế nhưng có một điều ở nơi đây vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng tăng lên theo thời gian, đó chính là những tin đồn ma quái xuất hiện canh công viên này. Vào tháng 2 năm 2013, những người đi tập thể dục sớm đã nhìn thấy một xác chết nổi trên hồ câu cá. Nạn nhân là một người phụ nữ 40 tuổi, không hề có giấy tờ tùy thân. Và trước mặt của các bạn, đây chính là một trong hai ngôi mộ không tên mà Ủy ban Nhân dân quận 10 cùng người dân đã chôn cất an táng hai nạn nhân tại đây. Theo lời kể của một bác nhà sống trên đường Bắc Hải, gắn bó với nơi này lâu rồi, cho biết tính đến nay cũng đã 69 năm rồi. Những chuyện ma quái thì tránh không được đâu, nghĩa địa mà không có ma mới là chuyện lạ. Với lại trước kia nghĩa trang Đô Thành còn có cái hố chôn tập thể lớn nhất nhì thành phố. Đó cũng chỉ là một trong số ít những câu chuyện mà mình được biết và được nghe kể lại từ người dân. Và mình chỉ trích dẫn sơ qua cho các bạn cùng nghe và cùng tìm hiểu thêm với mình. Tuy nhiên, cũng có người không tin vào chuyện ma quỷ tại công viên Lê Thị Riêng. Họ cho rằng tất cả chỉ là việc thêu dệt do thần hồn nát thần tính hoặc do kẻ nào đó bày ra nhằm mục đích dọa lạc người khác. Hơn nữa, trái với lời đồn đại, càng đến đêm công viên Lê Thị Riêng lại càng nhộn nhịp đông đúc hơn. Vườn cây Bạch Đàn bị đồn có ma đã trở thành khu vui chơi thiếu nhi. Cửa hàng ăn uống lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ thơ. Đêm xuống, nhiều khu vực trong công viên như một hội chợ xuân rực rỡ ánh đèn, tưng bừng tiếng nhạc. Không hề còn dấu tích của một nghĩa trang âm u hùng rợn ngày nào. Quá hay luôn anh. Hello. Xin chào mọi người nha. Anh trai được chơi bộ môn ném bi các bạn. Cái này là bùn. Bùn. Kêu là bi tăng á, nhưng mà người Việt mình kêu là bi sắt.
nó bằng thép hết à, nó không phải bằng sắt, bằng thép. Rất chuẩn luôn các bạn ạ. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu siêu lược về tiểu sử của công viên Lê Thị Riêng cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng với một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn.